Rồi, hello chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Tây nguyên hoàng Dã. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái cách bẫy trồn bằng bẫy mồi anh em ạ. Chuẩn bị đến mùa khô rồi bẫy mồi cũng tương đối ổn anh em. Khu vực nào có trồn hương, trồn trồn bạc má, trồn trồn mốc đều bẫy được anh em ạ. Nhất là cái mùa này người ta hay đốt cỏ tranh anh em đánh dọc theo những cái đường mòn ấy thì mình sẽ hay bắt được cái loại chuồn mướp đấy anh em ạ Gọi chuồn chuồn gạn hương đấy thì cái cách bẫy này cũng rất là đơn giản thôi anh em và mình bắt cũng không biết được được bao nhiêu con bằng cái cách này đấy anh em cách này rất là đơn giản mà cũng tốn ít chi phí anh em nếu mà anh em xài bẫy cạm mà đánh tầm vài chục cái ấy, thì cũng là mất cả tiền triệu rồi Còn cái này anh em đánh tầm trăm cái thì chi phí vài trăm ngàn thôi Đấy nó 100, 100 cái thì đánh nhiều quá. Thì uh, nếu mà đánh chuyên nghiệp hai người thì có thể đánh được 100 cái chứ còn một một mình thì đánh vài chục cái thôi. Là thăm cũng ớn này nha Đấy. Nó có hai loại sợi anh em ạ. À. Cái sợi này là sợi thằng trước này anh em. Anh em uh, nếu mà muốn đánh uh, mà đánh sợi cái loại trồn to mà nó không bị đứt dây ấy, thì uh, mình uh, dùng cái loại uh, thằng sau, Thằng sau sẽ đạp anh em nhé. Đấy, anh em cái, còn cái cách làm bẫy thì mình đã hướng dẫn ở nhiều clip rồi anh em, đây, clip này mình không uh, nhắc lại nữa, mình nói sơ sơ thôi. Đấy anh em có thể làm một khuyết hoặc hai khuyết, một khuyết thì mình làm hơi to một xíu, đây này này. Còn hai khuyết thì mình làm nhỏ đi nhá. Đấy, cách cột thì mình đã hướng dẫn hết rồi đấy anh em. Làm bẫy mồi ấy, nếu mà anh em làm chuyên bẫy mồi thì mình làm cái khuyết mỏng mỏng đi một tí Chứ đừng làm dài, làm mỏng mới mục đích để nó dễ bị móp Nó dễ móc này, nó bó, nó ôm sát cái sợi dây này Khi mà dính ấy, nó dễ ôm sát Đấy. Còn cách làm thì anh em uh, xem lại những cái clip trước nhé Cái sợi dây này là những năm trước là mình làm để mình để đánh bẫy mồi này Đấy. Cái, cái này thì cột trên, uh, trên, trên đầu uh, cần, nó gồm có một đầu cần nữa Đấy. Còn về chiều dài uh, dây ấy, thì... Uh, vẫn như các clip trước thì anh em uh, tính từ đầu cần này, Đây, cái này từ đầu để cột cần nhé tới cái chỗ ghim thì tầm 20 cm thôi nhé, chừa lại 20 đến 22 cm thôi còn bên dưới là vòng vòng bẫy mồi vòng lớn lắm anh em bao nhiêu là vòng hết nó vòng to cỡ này kia mà đấy vậy nó mới không bị thắt cổ anh em thì cái vòng nhỏ là thắt cổ ngay Vòng này bẫy này cái nhược điểm của nó là hay bị chuột với sóc nó vào nó phá mà khó dính vẫn dính nhưng mà cái tỷ lệ của nó bị xảy nhiều tại vì mình xả cái vòng to anh em xài vòng to thì đôi khi con sóc con chuột đấy nó vào nó ăn mồi nó sẽ lọt thỏm nó lọt thỏm trong cái bẫy này đấy ví dụ người từ đây tới mồi ở đây rồi thì nó lọt thỏm trong khoảng này nên đôi khi nó vút là không tóm được này cơ còn trồn là trồn là thường thường đa số này nửa người nó vào nửa người nó vào nó sẽ thắt bụng thắt đuôi thắt đuôi là đẹp nhất anh em mình bắt tương đối nhiều con thắt đuôi rồi cái loại này thì hay bảy được trồn hương trồn bậc má trồn mốc và trồn 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 mướp chuẩn mướp anh em mùa này đốt rừng xong ấy đốt cái cỏ tranh xong anh em đánh dọc cái đường đi đấy rất là rất là nhạy anh em đó cứ nhầm đường mòn mà đánh hoặc là đánh ven suối mùa này mùa khô rồi ấy, thì anh em đánh ven suối đấy nó gồm có một cái cọc tre này cọc tre mình vót sẵn này nếu mà anh em đánh chuyên nghiệp mà đánh nhiều ấy, thì mình cứ chặt cái 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 ống tre ống lỗ uh, hoặc ống tre uh, to to đấy mình bỏ ra vậy mình chạy như vậy cho mình này chứ đừng có kiếm tre cọc số một lâu lắm đó mình làm nguyên một mớ vậy vài chục cái một mình cho vào cái giỏ này cọc này cọc phụ cái này để làm đinh ghim đó vậy thôi và một cái cần đây, cái cần đây Thế là cái cần này anh em anh em làm cần vút vút nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi không cần mạnh đâu anh em bẫy mồi thì mình làm nhẹ thôi tại vì thường thường là mình thăm nếu anh em mà cái khu vực nào ấy mà hàng mà cảm thấy ok anh em phải thăm ban đêm tầm 11 12 giờ anh em phải đi thăm một lần rồi sáng sớm anh em đi thăm lần nữa vậy nó không bị sảy và không bị chết đỡ bị chết đỡ bị bị thương anh em ạ đó. hoặc là nó bị uh, sóc chuột nó phá thì mình đi mình gài mồi lại tỷ lệ cho nó dính cho nhiều đó đấy cần vậy thôi anh em cần thậm chí nó còn yếu hơn đấy cũng được anh em ạ không cần to vậy đâu cái đầu ngọn nó nhỏ nhỏ nó vút cho nó mạnh dẻo đấy bây giờ để mình uh, hoàn thiện cái bẫy rồi mình quay tiếp cho anh em nhé Rồi đây cái bẫy mình uh, đặt hoàn thiện rồi đây anh em thì anh em uh, đóng cái cọc đóng cái cọc cho mình như vậy đó anh em gài như vậy nhé đó cái dây này từ dây chính từ trên xuống dưới này đó, cái cần kéo xuống này đó cần kéo xuống này đấy anh em thấy chưa cần cột vào đây Ở dây cột vào cần này đó dây kim này đó cái ghim anh em thấy mình móc chưa? Đấy, cái này một đầu uh, đầu kim mình tựa vào cọc đó một đầu kim thì mình mắc vào cái quay kim đó quay kim này đây mồi anh em xiên vào đây anh em xiên vào đây đây là cọc phụ Đó chuối anh em uh, chuối nhá chuối anh em uh, xuân vào đây nhá lại tầm khoảng này này đừng cho sâu quá nó nó, nó nó nhiều khi nó nhát nhát anh em ạ đó. Đấy, anh em thấy chưa? Đó, dây đây. Đấy, anh em tổng thể cái bẫy này như vậy đấy. Đấy, anh em tổng thể cái bẫy nhìn chưa? À, nếu mà anh em đánh cặp đường đi ấy, thì anh em chọn mình đánh cái cọc này nó sát vào mép đó khi mà con trồn nó ăn ấy thì không bao giờ nó chui vòng về đằng sau nó ăn đâu anh em rất là hiếm sẽ lựa chỗ nào thoáng thoáng như vậy này. đó nó bước vô nó ăn còn anh em nào mà cẩn thận nữa thì mình bẻ những cái nhánh cây khô ấy, bẻ những những, những nhánh, nhánh cây khô ấy mình rào sơ sơ nhẹ 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 từ cái phần này này đó từ hai hông phía sau này đó mình rào nhẹ nhẹ thôi còn nếu mà đằng sau nó mà rậm rậm rồi anh em khỏi cần rào nhá càng để tự nhiên thì nó càng đỡ nhát anh em ạ chứ anh em mà rào kỹ con nó nhát lắm những con nó khôn là nó không vô đâu đó Đấy, cứ đánh cặp đường đi hoặc mé suối anh em ạ Đó. Đằng sau mà tựa được cái gì mà rào sẵn được là ngon nhất anh em ạ Mình tề kiếm được cái thế Còn không thì anh em cắm cây sơ sơ Cắm cây bẻ đến những nhánh cây khô anh em cắm là ngon nhất Đó à, Khi mà con trồn ý, nó đến nó đánh mùi được Nó ăn mồi mồi thường thường đánh mùi chuối anh em Chuối, mít Đó, Anh em sử dụng thêm Uh, dầu chuối nó cũng được để nó tạo cái mùi hương nó bay xa nhưng mà dầu chuối anh em phải có kiểu chứ nếu mà mình để mình rỏ ra ngoài thì nó 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 bay hơi nhanh lắm anh em lấy cái bông cái bông gòn anh em đó, anh em thấm vào cái đó thấm vào cái, vào cái bông gòn đó đó là anh em dắt vào gần gần chỗ gần khu bẫy mình nó sẽ bốc mùi được lâu hơn rồi Đấy. Đấy. cái kỹ thuật bẫy này chỉ có vậy thôi anh em À, anh em làm tầm khoảng vài chục cái đi là đánh chi phí rất là rẻ mà trải nghiệm cũng rất là thú vị anh em ạ à, này này khu nào mà có trồn bạc má thì đánh sướng lắm nhưng mà anh em phải thăm, thăm thăm thường xuyên có thể nếu mà anh mang là địa thế mà nó dễ đi thăm một đêm anh em thăm tầm khoảng một lần cho mình sáng sớm thăm lần nữa à, như vậy thì cái hậu quả mình sẽ được nhiều tỷ lệ mình dính hàng ngon hơn Đấy, bây giờ mình sẽ thử cái bẫy cho anh em xem nhé Đấy, cái nguyên lý của bẫy là khi mà con trồn nó vô nó ăn tại chân hai chân nó sẽ bước vào đây hoặc nếu một con trồn tỏ thì nó một chân nó bước vào Đấy, nó ăn. kiểu gì cũng có một chân ở đây cái đầu nó gặm vào đây Đấy, khi nó gặm vào này Đấy, nó gặm vào vậy nó thắt luôn này đó anh em thấy chưa nếu mà anh em làm bệnh vòng nhỏ ấy, thì nó sẽ bị thắt cổ nhá rất, rất là dễ bị thắt cổ còn nếu mà anh em làm bẫy mà nó à, vòng nó to ấy, thì à, thắt đuôi Đấy, gặp những con nhỏ nhỏ thắt đuôi không là thắt bụng tệ lắm phải thắt bụng anh em ạ khi đó nó quẩn bốn xung quanh cuốn xung quanh nó quấn tùm lum tà nà. nhiều hôm à, mình bẫy những con trồn hương ấy, nó, nó trèo tút trên cây cao kiểu cái dây này nó kéo nó trèo lên cây mà Chèo lên bắt cũng hơi vất vả còn những con thì nó cuốn những cái bụi xung quanh này này Cuốn quấn, quấn vào đấy rồi Nó nằm đấy thôi Mình đến bắt cũng rất là đơn giản Đó. Cái kỹ thuật này chỉ có vậy thôi anh em Video này cũng làm ngăn ngắn vậy thôi anh em ạ Cũng là một cái kỹ thuật bẫy rất là hay à, Nó cũng thịnh hành à, Cũng rất là lâu rồi Mà từ hồi Từ hồi mà cái bẫy cạm nó Chưa có phát triển nhiều anh em Thì chủ yếu người ta dùng cái bẫy này thôi anh em Chi phí nó rẻ tính ra thì một sợi dây này nếu mà mua giá sỉ mua tại cái địa đại lý bán ấy, thì mình mua chỉ tầm 2.000 đổ lại thôi anh em ngàn mấy 2.000 đổ lại thôi chứ không có đắt về công chi phí làm nữa thì cũng lắm là anh em bỏ công sức ra anh em làm thôi thì chi phí nó không bao nhiêu cả trăm ngàn anh em đánh dọc dọc quanh khu cũng kiếm ăn được ăn lâu lâu đi kiếm được ăn được trồn hương rất trồn giờ giá cao mà triệu mấy 2 triệu một ký thì anh em vẫn kiếm ăn được tầm vài trăm ngàn là thoải mái mồi mè nữa tầm mình cho tầm 200 ngàn anh em là có thể đi kiếm ăn đó bằng cái này có điều là cái tỷ lệ bắt sóc bắt chuột không có anh em ạ ít gặp chuột to thì bắt được chuột nhỏ không bắt được còn anh em bậy cái cạm ấy thì mình bắt được đa dạng con nào vào còn để chết nhưng mà cái bậy đây nó thương, thương tích nhiều quá nên mình không thích xài cái bẫy cạm đó mình vẫn thích dùng cái cách cách, cách bẫy um, bẫy mồi bằng những loại dây này đấy đánh nó có trải nghiệm nó vui hấp dẫn bữa nào này mình sẽ làm một uh, có dịp mình sẽ làm một clip đi mình uh, đánh cái này khoảng vài ngày để anh em cùng trải nghiệm nha anh em chứ uh, riêng về bẫy cảm thì mình không có làm tại vì thấy nó nó sát thương ghê quá nhà còn mấy chục cái bẫy cảm anh em mà không có dùng tới toàn vứt không vậy nhiều khi để nó rỉ <laughs> Thôi vậy nhé, à, có gì thắc mắc anh em cứ comment mình sẽ giải đáp tiếp nha anh em. Rồi, trân trọng anh chào tất cả anh em. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nha anh em, cũng gần tối rồi. Rồi, mình kết thúc video và đi vô xem Việt Nam đấu với Indo thôi anh em. Rồi, trân trọng anh chào anh em nhé.